Tối 9 tháng 1, đội tuyển Indonesia bước vào trận giao hữu cuối cùng trước khi hướng tới vòng bảng Asian Cup 2023. Phong độ thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong là đáng báo động, khi đội bóng xứ vạn đảo đã thua liền 2 trận với tỷ số 0, 4 và 1, 2 trước Libya. Gặp Iran, một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á, Indonesia rất khó giành kết quả tốt để vực dậy tinh thần. Thực tế chứng minh, Indonesia ở đẳng cấp thấp hơn nhiều so với Iran. Các học trò của ông Shin Tae-yong chỉ trụ được đúng 10 phút trước khi thủng lưới sau pha làm bàn của Saman Godnes. Liên tục sau đó ở các phút 20 và 30, Indonesia thua thêm 2 bàn sau các pha lập công của Rusbe Chesmi và Saranya Mokgenlu. Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023. Sang hiệp 2, Iran tiếp tục đá nhàn nhã, trước khi sút tung lưới Indonesia thêm 2 lần nhờ cú đúp bàn thắng của Mehdi Ghaedi, qua đó kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-0. Đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong đang lâm vào khó khăn, chưa thể kết hợp nhịp nhàng dàn cựu binh, các sao trẻ cũng như nhóm cầu thủ nhập tịch. Việc nhập tịch ồ ạt nhiều ngôi sao khiến đội tuyển Indonesia gặp khó trong khâu lắp ghép đội hình. Tất nhiên tôi cũng muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đội hình của đội chưa đủ tốt. Chúng tôi yêu cầu cổ động viên đừng quá vội vàng trong việc đánh giá sự phát triển của đội. Hãy kiên nhẫn hơn một chút và sự tiến bộ của bóng đá Indonesia chắc chắn sẽ được cải thiện, huấn luyện viên Shin Tae-yong từng chia sẻ sau trận thua 1-2 trước Libya. Thất bại trước Iran dù được dự báo từ trước, song cho thấy đội bóng xứ vạn đảo sẽ có kỳ Asian Cup rất khó khăn. Đội tuyển Indonesia nằm chung bảng với Nhật Bản, Iraq và Việt Nam. Thầy trò ông Shin đá trận ra quân gặp Iraq, đội họ từng thua tới 1-5 ở vòng loại World Cup 2026. Sau đó, đội tuyển Indonesia sẽ so tài với Việt Nam vào ngày 19 tháng 1, trước khi quyết đấu Nhật Bản ở lượt hạ màn vào ngày 24 tháng 1.